Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng không như tin đồn. Một góc nhìn khác về bà Nguyễn Phương Hằng được tác giả Mai Hoa từ Thành phố Hồ Chí Minh viết bài bình luận được nội dung chia sẻ như sau. Đến giờ thì hầu như dân mạng tiếng Việt nào cũng biết đến cái tên Nguyễn Phương Hằng. Sở dĩ phải rạch ròi dân mạng và dân không mạng, nhưng con số này cũng rất khủng khiếp. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hình trực tiếp tối ngày 25 tháng 5 với số tiền gần 14 tỷ đồng làm từ thiện đã bị danh hài Hoài Linh ngâm suốt 6 tháng. Theo tờ báo Quân đội Nhân dân, dựa trên số liệu thống kê tính đến thời điểm tháng 6 năm 2021 của Napoleon Cat, tức là công cụ đo lường các chỉ số trên mạng xã hội, tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là gần 76 triệu, chiếm tới 70% dân số toàn quốc. Dĩ nhiên 76 triệu tài khoản không phải là 76 triệu người vì có rất nhiều người dùng nhiều tài khoản khác nhau, nhưng chỉ nhìn vào con số người xem đột biến tăng tới gần 400.000 người trên nhiều kênh Facebook, YouTube và vào đêm live stream 25 tháng 5 cũng đủ hình dung sức phổ biến của nick Nguyễn Phương Hằng từ đêm live stream vàng gọi là đêm 25 tháng 5, tức là đêm bùng nổ của bà Nguyễn Phương Hằng, vì sau đó không có lần nào live stream thu hút được lượt xem và tương tác đến gần mức đó nữa. Thực tế thì cùng với thời gian, các lần live stream của bà Nguyễn Phương Hằng đều giảm lượt xem. Nguyên nhân của sự bùng nổ là do bà Nguyễn Phương Hằng gọi thẳng tên những diễn viên thuộc loại ông hoàng bà chúa của làng giải trí Việt Nam, và đùng một cái, tất cả những cái tên danh tiếng sang trọng, tình nghĩa, cao thượng ấy bị gom chung vào một rổ, dán cho cái nhãn trần trội nhưng vô cùng kích thích, đó là đại hội bóc phốt. Với câu slogan bê nguyên từ ngữ bình dân của Việt Nam đánh thẳng vào sự tò mò như dĩ dãng, dơ giấy, dễ gì, giấu diếm. Và nó phát ra trực tiếp vào giờ thật từ miệng một phụ nữ giàu có, bà chủ của công ty Đại Nam, vợ của một doanh nhân lừng lẫy là ông Dũng Lò Vôi. Thì cha mẹ ơi, còn gì dữ dội tấn công lòng hiếu kỳ lẫn sự quan tâm nghiêm túc của tất cả mọi người hơn như thế. Cũng theo báo chí thì chiều ngày 21 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng đã có mặt tại Cục Cảnh sát Hình sự C02 của Bộ Công an ở phía Nam, đường Nguyễn Trãi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí Việt Nam nói bà Hằng đến làm việc liên quan đến đơn tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mà theo bà thì ông Hưng không minh bạch, không công khai tiền từ thiện. Đây là hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo không minh bạch tiền từ thiện. Còn chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Vụ việc này cũng đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương làm rõ. Vậy ta thử xem xét các hoạt động trên mạng của bà Nguyễn Phương Hằng có gì đáng chú ý đây? Một là live stream và phát hình trực tiếp, bóc phốt nhiều người nổi tiếng, nhiều sự việc đang được quan tâm. Hai là bà xen kẽ cả chuyện khoe kim cương, bất động sản, xe hơi đắt tiền. Bà cũng không ngại khoe đẹp và trẻ hơn tuổi, khoe cá nhân có sự hiểu biết, dũng cảm, đạo lý, nghĩa khí, dám sống chết vì chân lý, vì triệu triệu người Việt Nam. Bà còn hát và khóc, nhưng bà cũng cho biết sẽ ngưng live stream vì bị dọa dẫm và nguyền rủa. Thế rồi bà lại tiếp tục live stream, và không những thế, tần suất live stream của bà Hằng còn tăng lên gấp bội. Từ việc mỗi tuần chạy trực tuyến live 1-2 lần vào cuối tuần, sau tháng 5 năm 2021, bà live liên tục, có thời gian mỗi ngày bà live 2-3 lần, mỗi lần cả tiếng đến vài tiếng đồng hồ liên tục. Người theo dõi bà Hằng cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi lớn theo chiều hướng tiêu cực trên sắc diện và tinh thần của bà. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng với khởi đầu là bóc phốt Võ Hoàng Yên, bà Hằng đã rất nhiều lần tổ chức các live stream tại chùa Long Hưng ở Đồng Nai, cùng với sự dẫn dắt của Hòa Thượng trụ trì Thích Tuệ Hải. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng phát biểu tại chùa Long Hương ở Đồng Nai. Báo chí Việt Nam đã từng đề cập đến vị sư này và chuyện ông nêu ra sản phẩm thực dưỡng được quảng cáo là chữa khỏi rất nhiều loại bệnh nan y. Nhưng sau khi quá nổi tiếng, những thông tin kèm chứng cứ khó có thể phản bác về quá khứ của bà Nguyễn Phương Hằng đã cho thấy có mâu thuẫn lớn với lời tự kể của bà. Ví dụ, bà Nguyễn Phương Hằng nói mình từng sống 16 năm ở Canada, nhưng có người đã chứng minh thời gian đó bà Hằng không hề sống ở Canada. Ở địa phương ấy không có một ai biết là bà Hằng. Bà cũng không biết tiếng Anh và chỉ học đến lớp 11, thì làm sao được phong
giáo sư danh dự của một đại học tại Mỹ đây? Gần đây có khá nhiều tin đồn quanh bà Nguyễn Phương Hằng rằng có người thì bảo bà đã có ai đó chống lưng thứ dữ được tung ra để diệt các nghệ sĩ, đánh phá lòng tin của người dân gửi vào các nghệ sĩ trong việc làm từ thiện để gom tất cả nguồn tiền từ thiện về cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ quan nối dài của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh biếm họa xuất hiện năm khoái khi ca sĩ Thủy Tiên quyên góp được hàng trăm tỷ đồng từ thiện, khiến Mặt trận Tổ quốc bị lép vế vì ít người quyên góp. Thế cho nên bà Nguyễn Phương Hằng mới mặc sức livestream chửi bới tất cả những ai dám lên tiếng phê phán bà, công khai dọa đánh nhiều người mà chả bị làm sao cả. Nhưng nếu là quân cờ của nhà nước Việt Nam đi thì giải thích như thế nào cho vô số lần bà Nguyễn Phương Hằng đã lỡ lời gọi báo chí là ăn hại, tố công an dung dưỡng cho luật sư đánh bà ngay tại phòng làm việc của cơ quan công an. Mới đây nhất khi phát hình live trực tiếp hôm 11 tháng 11 tại Đại Nam, bà đã để cho một YouTube khách mời nói rằng báo chí cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Với quan sát của tôi cho rằng các tin đồn nói trên không có cơ sở nào. Thẳng tính và muốn là ngôi sao làng giải trí, tôi cũng cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là một phụ nữ thẳng tính nhưng từ nỗi khát khao tột cùng được khoe cá nhân. Bà muốn được cả thiên hạ khen là người phụ nữ toàn tài, có nhân sắc, có trí tuệ, có đảm lược, có dũng khí, có nghĩa khí, giàu có, sang trọng, hôn nhân hạnh phúc, chồng vô cùng yêu quý, con vô cùng thành đạt. Tóm lại, tất cả những gì đáng giá nhất của phụ nữ lẫn đàn ông trên cõi đời này, bà sở hữu tất tần tật. Bà tự gọi mình là diễn giả nhưng không trình bày ra kiến thức chuyên môn hay những nhận định, phân tích, quan sát sắc bén về kinh doanh, xã hội, hôn nhân hay gia đình hay bất cứ lĩnh vực nào để chia sẻ trong thời gian dài. Bà tự xem hoặc được người khác xem là ngôi sao giải trí nhưng không có khả năng ca hát, nhảy múa, kịch nghệ, ảo thuật v.v. để làm vui người xem. Đây là hình ảnh vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng hát trên sân khấu Đại Nam. Bà cũng hầu như chỉ đấu tố mà thiếu thông tin mới, chuyện đó chỉ gây ra tò mò chứ chưa mang lại hứng khởi, mang lại niềm vui trong cuộc sống. Bà cũng tự xem mình là người nghĩa khí, thể hiện thế thiên thành đạo, rửa sạch showbiz và xã hội nhưng không thể có đủ sức mạnh như các cơ quan chức năng của chính quyền để điều tra, xử lý tới nơi tới chốn các tin đồn hư hư thực thực dưới dạng tôi nằm mơ thấy. Trong các cuộc livestream sau này đối với những YouTube khác, có vẻ bà không dành đủ sự tôn trọng cần thiết cho người đối thoại mà một mình chiếm sóng gần như toàn bộ thời gian. Bà kể về bản thân hay đe dọa những người bị bóc phốt với nội dung ít ỏi và lặp đi lặp lại, đồng thời cho rất nhiều người khuyên răn đạo lý. Cũng không có sự chừng mực khá duyên dáng lúc ban đầu, bây giờ sắc diện bà căng thẳng, giọng nói tông cao gay gắt liên tục trong thời gian dài khiến người nghe mệt mỏi. Không phải là người trong giới showbiz nhưng bà hàng nay hành xử giống như những ngôi sao hào nhoáng nhất, như sợ nhất là không còn ai khen ngợi và ao ước. Tác giả cho biết thêm, tóm lại tôi cho rằng Nguyễn Phương Hằng chẳng phải là cao thủ gì như người ta vẫn đồn. Với khán giả của bà, tôi nghĩ người ta nên giữ một thái độ bình thản, khách quan để dần dần người chạy livestream bớt say và biết tiết chế bản thân hơn. Tác giả Hòa Mài đã nêu ra nhận định của mình như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 với bản tin Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng không như tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Ăn thịt bò nhớ các mác. Trước ngày ăn miếng thịt bò bít tết với giá cắt cổ của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Nukret Kuker, hay còn gọi là Zippe, là thánh rắc muối, ông Tô Lâm đã hướng dẫn một phái đoàn đến viếng mộ Karl Marx ở nghĩa trang tại vùng ngoại ô của nước Anh. Theo phiên bản tiếng Anh của báo Công an, hành động của ông Tô Lâm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Các báo Anh và Mỹ thì phê bình hành động này. Tựa của bài báo trên tờ báo Giờ hôm 8 tháng 11 viết rằng Bộ trưởng Việt Nam ăn miếng bít tết dát vàng trị giá 1.450 bảng sau khi đặt hoa tại mộ của Karl Marx.
Đây là bài báo trên báo quốc tế của Anh về bữa tiệc thịt bò của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Khi đặt tựa đề như vậy, tác giả bài báo đã thấy ra những điểm nghịch lý giữa hai sự kiện. Dưới lăng kính của tư cách lãnh đạo, hai hành động đó là chửi nhau. Tạm gác qua bên chuyện đúng hay sai trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, tư bản luận, duy vật biện chứng, duy vật lịch sử chỉ bàn chỗ đúng giữa Karl Marx khi nhìn về phía con người, trong khi toàn bộ lý thuyết của mình, Karl Marx, tức là Việt Nam gọi là Marx, nhân danh lớp người bị bóc lột, tức là giai cấp vô sản. Buổi sáng đặt vòng hoa để tưởng nhớ một người đấu tranh cho giai cấp lao động vô sản, rồi tối hôm sau thì ngồi ăn bò bít tết với giá gần 44 triệu đồng mỗi phần, trong khi nhiều triệu người lao động của Việt Nam đang vô sản ở nhà, không biết ngày mai sẽ sống chết ra sao giữa đại dịch COVID-19 hoành hành. Đại dịch này đã ảnh hưởng toàn cầu, nhưng chưa ở đâu, ngay cả ở nước có trên 1 tỷ dân như Ấn Độ đã trải qua thảm cảnh 1,3 triệu người đói khát tìm về quê bằng mọi phương tiện, kể cả đi bộ hàng ngàn cây số như tại Việt Nam. Là lớp người thừa kế gia sản của tiền nhân, dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không làm gì cả ngoài việc hưởng lợi tức để lại từ các thời Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Hà Huy Tập, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, theo kiểu cha truyền còn nối. Đảng Cộng sản Việt Nam không hề chuẩn bị một lối thoát, một phương án nào cho những tình trạng nguy cấp tột cùng như thế. Thực tế bi thảm vừa qua cho thấy, suốt hơn 46 năm, chắc chắn trong các hội nghị trung ương, chưa ai từng đặt ra câu hỏi Đảng phải làm gì để đối phó nếu một đại dịch, một đại thiên tai xảy ra cho đất nước. Nhìn cách giải quyết sự biến cố xảy ra vừa qua, cảm thấy sự bất lực, vụng về, rừng rú và vô nhân của Đảng. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản không sáng tạo thêm gì mới, ngoài hai phương tiện sẵn có gồm một bộ máy tuyên truyền tinh vi và những cách bức hại người dân tàn bạo do tổ Lenin để lại. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Công an Nhân dân với tựa đề "Luôn ghi nhớ, khắc sâu chân lý, còn Đảng thì còn mình". Chúng ta thường nghe những tên đồ tể tàn sát người dân Do Thái như Himmler, Müller, vì tên của chúng xuất hiện gần như thường xuyên trong các sách báo về Thế chiến thế giới lần thứ hai, nhưng rất ít khi nghe tới Fritz Lilinski. Thật ra Heinrich Himmler và Heinrich Müller về lý luận và thực tế chưa đáng là học trò của Demitsky, giám đốc cơ quan mật vụ Cheka khủng khiếp do Lenin lập ra ngay sau khi cách mạng Cộng sản năm 1917. Loại trừ đảng viên Cộng sản và hầu hết dân Nga đều run sợ khi nghe tên Demitsky. Lenin chết sớm nên không bị nguyền rủa nhiều như Stalin và Mao Trạch Đông, nhưng con số gần 100 người bị giết dưới các chế độ của Đảng Cộng sản là sản phẩm của lý luận Lenin mà ra. Và Việt Nam đang ôm nguyên mớ lý thuyết này. Nhưng cánh tay tàn bạo, tinh vi và thâm độc của chủ nghĩa Marx Lenin không phải giết người mà là tẩy não. Tẩy não là khái niệm do Hunter dùng lần đầu tiên vào năm 1950, là một tiến trình nhằm xóa bỏ mọi nhận thức độc lập của một người qua lao động, qua kiểm soát tâm lý, qua cải tạo tư tưởng để thay vào đó bằng một nhận thức mới, trong trường hợp này là nhận thức cộng sản về mọi lĩnh vực của đời sống của con người. Hệ thống tuyên truyền cộng sản có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và cho mọi người lớn tuổi, mọi trình độ từ em bé mới biết đánh vần cho tới nhà khoa học. Đây là hình ảnh bài báo trong nước mới đây cũng đồng loạt đưa tin về cậu bé 10 tuổi quyết tâm đọc toàn bộ Lenin toàn tập, khiến người đọc sửng sốt và rùng mình. Sau khi phong trào Cộng sản châu Âu sụp đổ, ngôi mộ của Marx mà Tô Lâm đến thăm không còn mang tính thời đại mà được xem như một di tích bảo tàng. Trước năm 1991, mỗi năm vào sinh nhật mùng 5 tháng 5, mộ Marx đã tràn ngập những vòng hoa. Tháng 5 năm 1992, chỉ có một vòng hoa đặt ở chân mộ với dòng chữ "Chúng tôi vẫn giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản". Nhưng rồi, những năm sau đó, không còn ai đến nữa, kể cả những người vừa thể thốt năm qua. Mộ của Marx đã hai lần bị phá hoại vào năm 2019. Nghĩa trang tại Anh có lần đã dùng được làm ngoại cảnh cho một cuốn phim ma. Điều này vô tình nhưng trùng hợp với lý thú với câu mở đầu của tuyên ngôn Đảng Cộng sản như sau. Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu. Nhưng ở Việt Nam thì khác, sự kiện Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại mộ Marx cho thấy ý thức hệ Cộng sản vẫn có tác dụng lừa gạt được một số không nhỏ người dân Việt Nam thuộc nhiều trình độ nhận thức khác nhau. Bộ máy tuyên truyền của Đảng trong mức độ nào đó
vẫn thành công. Trên sân khấu chính trị Việt Nam, các lãnh đạo đảng không chỉ là những tên hề làm cho khán giả cười, nhưng đôi khi còn là những kép mùi như Tô Lâm với bài hát Uống nước nhớ nguồn làm khán giả cảm động. Và Tô Lâm đã uống nước nhớ nguồn là phải. Không có Mác thì làm gì có thịt bò bít tết, ngàn đô để ăn, xe sang để chạy, nhà sang để ở, thẻ tín dụng để tiêu xài như bây giờ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Bộ Công an đến thăm mộ các Mác ở London. Có hai thành phần tin Tô Lâm thăm mộ các Mác xuất phát từ ý nguyện chân thành. Một thành phần là ít học, tin vào đảng và sống theo chủ nghĩa số phận nương nhờ thần linh đảng. Họ xem đảng là nắng, là mưa, là mùa xuân, là hy vọng. Bộ máy tuyên truyền của đảng đã buộc 90 triệu người dân Việt Nam, từ mỗi em bé mới tập nói cho đến cụ già đang mất dần trí nhớ, phải học thuộc, phải tin, phải lặp đi lặp lại những khẩu hiệu, những lời sùng bái, ca tụng các vị lãnh tụ cộng sản, cho đến khi chúng được ghi sâu vào ý thức để trở thành một phần trong đời sống đạo đức và tình cảm của con người. Với thành phần này, cơ chế chính trị của Đảng Cộng sản là tất yếu, chẳng khác gì thời tiết. Họ vui khi một cơn gió mát thổi qua, nhưng không buồn lắm khi trời nắng rát. Một thành phần khác có học và đọc sách vở từ nhiều nguồn nhưng vẫn tin nơi Đảng Cộng sản. Thành phần này có lý luận hơn, biết so sánh tốt xấu, biết chống lại các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và thậm chí có khi cũng lên tiếng phản biện về sai lệch của Đảng. Nhưng trong lòng đáy lòng của họ vẫn nghĩ chỉ có Đảng Cộng sản mới đủ tư cách chính trị để lãnh đạo đất nước. Họ được trích vaccine và nghi ngờ mọi thứ ngoại trừ Đảng và nhận thức còn sớm hơn trẻ em được trích vaccine phòng cúm. Theo họ, xã hội nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, Đảng cũng thế. Đúng thì khen, sai thì sửa, nhưng thay đổi thì không. Họ ngụy biện rằng trình độ hiểu biết của người dân Việt Nam nói chung còn thấp để có thể xây dựng một chế độ dân chủ theo kiểu Mỹ, kiểu Pháp, kiểu Anh. Và do đó, đa đảng chỉ dẫn đến hỗn loạn trong khi đất nước còn đang cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ngôi mộ của các Mác ở Anh nhiều lần đã bị quét vôi sơn đỏ và bị đập bằng búa bởi người dân. Tượng Lenin cũng bị nhiều người dân kéo sập ở Nga và nhiều các quốc gia Đông Âu không còn những thứ này. Và câu hỏi đặt ra là thế nào là thấp? Dân chủ là một tiến trình chứ không phải là một món quà hợp chế biến sẵn, chỉ khui ra là ăn. Dân tộc Mông Cổ có thể nói chưa bao giờ thật sự sống dưới chế độ dân chủ trước ngày bầu cử đa đảng ngày 29 tháng 7 năm 1990. Nhưng cũng từ ngày vui đó có một nền Cộng hòa được ra đời và phát triển tương đối ổn định cho đến nay. Quốc gia nằm sâu trong đất liền này đã vươn lên từ một dân tộc sống rải rác trên các thảo nguyên bát ngát để ngày nay có tổng sản phẩm nội địa GDP tính theo đầu người vượt 4.000 Mỹ Kim. Người chăn cừu trên thảo nguyên Mông Cổ trước năm 1990, theo cách nói của Mác, chỉ là một công cụ sản xuất giống như cừu. Hôm nay, ông ta là một con người tự do. Điều này cho thấy dân chủ cần được hoàn thiện theo đà phát triển của một quốc gia, nhưng đồng thời cũng luôn phải thích nghi với con người, trong dù trình độ giáo dục nào, nhận thức nào và đang sống ở đâu trên trái đất này. Cộng hòa Ba Lan thì có tới 97 đảng chính trị, trong đó 19 đảng có đại diện trong quốc hội, nhưng không phải vì thế mà gây ra mất ổn định. Ba Lan ngày nay là một quốc gia hùng mạnh GDP, tính trên đầu người, tăng từ 1.700 Mỹ Kim USD từ năm 1990 lên đến 15.600 đô la vào năm 2020. Và con số này không dừng lại ở đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021 với bản tin Ăn thịt bò nhớ các Mác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.